Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Đồ Họa Thuận Yến. Trong phần hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ thuật tạo cái hành động xoay đầu cho nhân vật trong After Effects. Thì các bạn có thể xem qua bài mẫu của mình nha. Đây là video mẫu của mình. Thì mình sẽ diễn hoạt cho cậu bé xoay đầu như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị những cái file này bên phần mềm Illustrator. Thì nếu mà bạn nào biết sử dụng phần mềm Illustrator, các bạn có thể thiết kế hoặc là vẽ ra những nhân vật giống như thế này. Còn ở đây mình sẽ download những cái file này, những cái file những cái file Illustrator này có sẵn ở trên cái trang Freebic ha. Các bạn cũng có thể lên cái trang đó để các bạn download những file này về và các bạn thực hành. Rồi thì khi đau về á, thì ở đây nó chỉ có một lớp layer như thế này thì các bạn không thể nào các bạn diễn hoạt được, thì cũng như những cái phần trước thôi. Thì để các bạn có thể diễn hoạt được đối tượng thì việc đầu tiên là các bạn phải tiến hành tách layer, hoặc là các bạn vẽ bên Illustrator thì các bạn cũng phải vẽ nó theo từng lớp layer giống như mình đã hướng dẫn trong các bài trước. Thì ở đây đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái file mới. Ví dụ. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn kích thước là 1920x1080, tức là nó sẽ tương đương với cái kích thước composition và cái kích thước video của mình đó ha. Ở đây các bạn chọn là create. Rồi, sau đó các bạn trở về cái file của mình nè, các bạn lít phải vào, các bạn chọn ungroup để các bạn tách đối tượng ra. Rồi, ở đây mình sẽ chọn hình cậu bé này thì các bạn có thể lít chuột trái vào cậu bé nè. Các bạn có thể chọn luôn phần chân bằng cách các bạn giữ shift ha. Đây, chân các bạn cũng relay clip bên mắt ha. Rồi, cái lớp này thì các bạn có thể là delete đi ha. Rồi, cái phần nhân vật thì các bạn có thể quét khối, các bạn chọn như thế này cũng được. Đó. Rồi, sau đó các bạn giữ chuột trái ha. Các bạn giữ chuột trái nha. Các bạn kéo nó vào trong cái file mới của mình như thế này. Đấy, thì các bạn đã có được hình cậu bé rồi. Các bạn có thể giữ phím Alt để các bạn lăn chuột để zoom lớn nhỏ ha. Các bạn chọn hình cậu bé nè, các bạn chọn hết như thế này, giữ chuột trái các bạn chọn hết. Sau đó các bạn có thể kéo, các bạn nhớ giữ shift ha, giữ shift để các bạn kéo cho nó tỷ lệ. Rồi sau đó các bạn có thể điều chỉnh vị trí cho nó phù hợp. Thì các bạn đã có thể là rồi. Rồi các bạn đã có được một cái file như thế này rồi. Và bây giờ các bạn muốn tách nó thành từng lớp layer. Thì ở đây các bạn sẽ tạo một cái layer mới. Rồi tạo layer mới nha. Rồi các bạn đổi tên. Ví dụ như mắt ha, mắt thì có mắt trái và mắt phải. Đấy, ví dụ như mắt trái chẳng hạn. Thì các bạn chọn ngay layer mắt trái này. Các bạn nhớ ungroup ra ha. Rồi các bạn chọn ngay layer mắt trái. Đó, chọn layer mắt trái, các bạn cần lên X ha. Rồi sau đó các bạn chọn ngay layer mắt trái nè, lúc chọn vào đây, các bạn cần lên F, còn bát vào để nó tách thành từng lớp layer riêng như thế này. Tương tự đối với những phần còn lại. Mình có thể là tách mắt ra nè, chân mày ra, miệng, lưỡi, mũi, rồi mặt, tóc và hai cái tai. Còn phần thân thì mình ở đây mình không có diễn hoạt phần thân nên các bạn không cần tách cũng được, hoặc là nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể tách ra tùy á. Ở đây mình chỉ diễn hoạt cái phần khuôn mặt thôi nên các bạn sẽ tách phần khuôn mặt cho mình. Thì các bạn làm tương tự như vậy. Thì ở đây mình đã tách sẵn cho các bạn một file như thế này rồi, thì khi các bạn tách xong các bạn sẽ được như thế này. Thì trong cái file thực hành kèm theo mình đã tách, mình có gửi kèm cái file mà đã tách layer sẵn cho các bạn rồi, nên các bạn cứ yên tâm, các bạn có thể thực hành á. Đối với bạn nào mà biết rõ về Illustrator thì các bạn nên thực hành lại để mình làm quen thao tác. Còn đối với các bạn nào chưa biết Illustrator thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm về phần mềm này để các bạn có thể thao tác tốt hơn. Rồi, sau khi mà mình đã chuẩn bị xong cái file Illustrator này thì các bạn nhớ là các bạn sẽ save nó lại ha, lưu nó lại. Rồi
Bây giờ trong phần mềm AutoFX, các bạn sẽ import file này vào. Nha, import file vào. Rồi mình sẽ chọn đúng layer đây, các bạn import vào ha. Thì khi import một file Illustrator, các bạn cũng chọn cho mình là composition. Rồi ở đây các bạn chọn kích thước là layer size. Mình ok ha. Rồi sau đó các bạn click tiếp vào cơm này thì nó sẽ hiện ra các đối tượng cho mình. Ở đây các bạn có thể là click phải vào chọn composition setting. Các bạn sẽ xem lại những thông số này. Thứ nhất là mình để ý cái frame rate. Các bạn có thể điều chỉnh frame rate này 25 hoặc 2997 tùy á. Ở đây phần duration thì mình đang cho là 30 frame. Thì phần này các bạn để khoảng tầm 30 frame là được rồi. Các bạn đừng để dài quá ha. Nếu mà dài quá thì các bạn nên điều chỉnh lại. Rồi, ok á. Rồi bây giờ trước tiên thì các bạn sẽ phân tích cho mình một tí. Các bạn trở lại cái bài mẫu của mình. Thì các bạn thấy nè, khi cái khuôn mặt nó xoay qua thì bao gồm là mắt, mũi, miệng nó cũng sẽ di chuyển theo. Nhưng mà các bạn sẽ thấy đối với những cái chi tiết trên một khuôn mặt của một đối tượng, ví dụ như mắt, mũi, miệng thì lúc nào nó cũng sẽ di chuyển cùng với nhau. Do đó là mình phải tạo một cái nuôn để mình liên kết những cái chuyển động của những cái đối tượng này cho nó phù hợp. Rồi, đầu tiên, cái việc đầu tiên là mình sẽ tạo ra liên kết chuyển động cho cái phần nhân vật của mình. Rồi, các bạn sẽ click phải vào, các bạn tạo cho mình một cái new nuôn á, hoặc là layer new nuôn cũng được nha. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái liên kết chuyển động. Ở nuôn này, các bạn sẽ đặt tên cho mình là nuôn mắt, để mình điều khiển hai mắt nó di chuyển cùng nhau. Rồi, các bạn sẽ dời cái nuôn mắt này về giữa cái khoảng giữa của mắt ha. Rồi sau đó các bạn sẽ pairing cho mình, bao gồm là mắt cái, chân mày trái, chân mày phải và mắt phải. Các bạn chọn những đối tượng này, các bạn pairing theo nuôn mắt. Thì lúc này mà khi mình điều chỉnh vị trí của nuôn mắt như thế này nè, thì các bạn thấy là những đối tượng này nó sẽ chuyển động cùng với nhau. Các bạn cần chọn xét lại nha. Rồi sau đó các bạn tạo cho mình một cái nuôn, một cái nuôn miệng. Ở đây mình chọn là nuôn miệng. Rồi thì các bạn sẽ pairing má trái nè, má phải nè, rồi cái phần miệng và phần lưỡi. Má trái hai cái má nè, trái phải phần miệng và phần lưỡi, các bạn sẽ pairing nó theo nuôn miệng. Nhưng mà trước tiên á, các bạn nhớ là di chuyển cái nuôn miệng này về giữa cái miệng trước đi ha. Rồi sau đó các bạn pairing. Rồi má trái, má phải, rồi miệng, lưỡi. Và các bạn sẽ pairing nó theo nuôn miệng như thế này. Rồi tiếp theo cái phần đầu. Đầu này các bạn phải dùng công cụ bên 12, các bạn chuyển tâm nó về phần cổ. Tại vì tức cái đầu của mình á thì nó sẽ xoay từ vị trí cổ, nên các bạn phải chuyển tâm nó về cho đúng ha. Rồi thì lúc này các bạn sẽ pairing nè, nuôn miệng, nuôn mắt, tóc, rồi hai cái tay trái và tay phải. Và phần mũi này các bạn sẽ pairing nó theo đọc. Các bạn xem lại cho mình nha. Rồi rồi sau đó còn phần đầu này thì các bạn sẽ pairing nó theo layer 1. Thì cái layer 1 này chính là phần thân. Ở đây mình không diễn hoạt cái phần cánh tay, chân. Thì cái phần này mình sẽ hướng dẫn trong cái phần diễn hoạt Worksicle. Thì các bạn có thể làm những cái hành động, ví dụ như vẫy tay chào, hay là nhân vật đi bộ, hay là chạy nhảy đó. Thì đó là trong cái phần diễn hoạt cái Worksicle á. Còn ở đây thì mình chỉ diễn hoạt cái biểu cảm khuôn mặt nhân vật và cái hành động xoay đầu thôi. Nên cái phần này mình không tách layer. Rồi các bạn sẽ pairing cái đầu theo layer 1. Rồi các bạn kiểm tra lại cho mình nhé, các chi tiết nó đã pairing đúng chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tạo chuyển động cho đối tượng. Đầu tiên các bạn đưa con rõ timeline về khoảng frame thứ 8. Ở đây mình sẽ chọn nuôn miệng nè, rồi nuôn mắt nè, rồi mũi nha, rồi tóc và hai cái tay này.
hai cái tay trái tay phải. Rồi sau đó các bạn sẽ keyframe position. À, phần tóc thì các bạn không cần keyframe position nha. À, rồi bỏ phần tóc ra. Tóc này thì mình lát mình một lát mình sẽ diễn hoạt bằng sub layer. Ở đây các bạn chọn là cho mình nuôi miệng nè, mắt nè, rồi mũi nè và hai cái tay á, tay trái tay phải. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn B để hiện thông số position. Rồi các bạn sẽ tích vào đồng hồ position cho mình để mình keyframe giá trị đầu tiên. Sau đó tới khoảng frame thứ 21, rồi các bạn sẽ kéo cái position này cho nó qua trái một tí như thế này. Rồi qua trái một tí như thế này á, thì lúc này các bạn sẽ thấy nó sẽ có một số vấn đề nó xảy ra tí thôi. Cái thứ nhất ở đây các bạn sẽ thấy là cái tay trái này nè, tay này nó di chuyển nó ngược rồi, tại vì khi mà xoay qua như thế này, xoay qua đây nè, thì cái phần tay trái này nó phải đi trở ngược lại đây, thì mình lúc này mình sẽ keyframe cho nó trở ngược vào. Rồi cái tay trên này ok này. Rồi cái phần má này nó nằm ra ngoài nè, thì một tí mình sẽ xử lý cho phần má này. Tiếp theo là cái phần đầu của mình, cái phần đầu của nhân vật nè, nó sẽ hơi xoay xuống một xíu. Các bạn thấy phần đầu nhân vật sẽ hơi xoay xuống. Thì các bạn trở về đây, các bạn chọn layer đầu ha, các bạn nhấn R. Ở frame thứ 8 các bạn sẽ tích vào đồng hồ rotation. Ở frame thứ 21 các bạn sẽ điều chỉnh rotation cho cái đầu của nhân vật nó sẽ xoay xuống một xíu như thế này. Rồi các bạn thấy nè, đây. Thì mình đã tạo được chuyển động cho đầu rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cần trên D layer đầu. Các bạn để nằm lên trên má phải và các bạn chọn chỗ này là alpha mask để cái má phải này lúc nào nó cũng nằm ở trong layer đầu. Thì khi mà nó xoay qua như thế này nè, thì cái phần má nó sẽ không có đi ra ngoài mà nó sẽ nằm gọn trong cái layer đầu hay cái khuôn mặt của mình thôi. Rồi tương tự bây giờ tới cái phần miệng và phần lưỡi thì mình sẽ diễn hoạt như thế nào. Ở đây miệng lưỡi các bạn chọn hai layer này, các bạn lít phải chọn là Create Sharp Chrome Vector Layer để các bạn biến đổi cái hình thành một cái sharp á. Rồi sau đó các bạn có thể tạm thời là các bạn ẩn chọn hai cái layer AI nè, lưỡi với miệng nè, các bạn bật hai layer đi và các bạn bật cái hai layer ở đây để mình ẩn nó đi. Rồi các bạn sổ cái lưỡi outline và miệng outline xuống trong một content nè. Group các bạn sẽ xóa đi cho mình cái group 1 ở đây, bạn xóa đi. Rồi mở spot các bạn cũng xóa đi. Những cái này thì nó tạo ra trong quá trình các bạn vẽ file AI thôi. Các bạn chỉ cần chừa lại cái phần bát này cho mình để mình diễn hoạt bát. Và tương tự cái đối với miệng outline cũng vậy, các bạn sẽ sổ xuống. Các bạn xóa cho mình là mở spot và group 1 đi. Rồi, sau đó các bạn sẽ keyframe cho phù hợp ha. Ở đây các bạn đầu tiên thì mình sẽ muốn là cái phần miệng này nó sẽ cười thật là to, thì các bạn sẽ key bát ra. Ở đây các bạn lít vào đồng hồ bát nè, ở frame thứ 8. Rồi sau đó các bạn điều chỉnh nè, điều chỉnh cái sharp này cho nó to ra ha, các bạn cho nó cười to ra, cười to hết cỡ luôn, cười ha. Rồi sau đó ở frame thứ 21 các bạn sẽ cho nó nhỏ lại, điều chỉnh cái sáp này cho nó nhỏ lại thôi, là miệng nó sẽ cười nhỏ lại. Để các bạn xem lại nè, mình cười thật to, sau đó mình cười cho nhỏ lại, ok. Rồi cũng tương tự các bạn sẽ làm như vậy đối với phần lưỡi outline. Ở đây các bạn cũng sẽ key bát. Thì đầu tiên các bạn sẽ cho cái lưỡi này, đấy các bạn sẽ cho nó nằm ở đây, bạn sẽ điều chỉnh ha, cái hình dạng của nó cho phù hợp. Rồi sau đó các bạn cũng tới frame thứ 21 và ở đây
mình sẽ điều chỉnh cái lưỡi này cho nó nhỏ nhỏ lại xíu. Thì các bạn muốn nó có hình dạng như thế nào thì các bạn có thể điều chỉnh cái hình dạng như vậy thôi. Rồi ở đây mình cho nhỏ thôi, rồi đây mình cười cho nó tém tém lại. Rồi ok ha. Rồi bây giờ các bạn muốn là cái phần lưỡi này nằm ở trong cái miệng thì các bạn sẽ Ctrl D miệng outline lên. Các bạn để nằm ở trên phần lưỡi. Và các bạn chọn cho mình ở lưỡi outline này, track map này, các bạn chọn alpha map để nó nằm ở trong phần miệng outline. Thì các bạn sẽ xem lại kết quả ha. Rồi. Cũng khá là thú vị ha các bạn. Rồi tiếp theo thì tới phần mắt nè. Phần mắt thì các bạn thấy là nó cũng sẽ khá đơn giản. Các bạn xem lại cái video mình một tí ha. Ở đây các bạn thấy là mắt thì nó sẽ nè, nó sẽ chớp, nó nhắm lại một cái rồi xong sau đó nó mở lên. Này các bạn xem ha. Đây. Thì mình qua đây chỗ mắt. Mắt trái và mắt phải. Ở đây thì khi mình muốn ngay vị trí này, khoảng frame thứ 14 thì nó sẽ nhắm lại ha. Thì các bạn chọn cho mình là S scale á. Các bạn tích vào đồng hồ. Sau đó các bạn bỏ dấu mắt xích đi. Rồi, các bạn qua frame thứ 16. Ở đây các bạn sẽ điều chỉnh trục Y cho nó về 0. Rồi, 0 nha. Sau đó qua frame thứ 20, 18 à. 19 đi. Rồi các bạn sẽ cho nó lên 100 để nó trở về cái thông số bình thường. Rồi, như thế này nha. Thì các bạn thấy là nếu mà mình diễn hoạt như thế này thì ở khoảng giữa nè, nó sẽ có cái sự chuyển đổi ha. Ở đây ví dụ như đây nó đang khoảng là 33%. Mình muốn là ở đây nó sẽ chuyển động. Ví dụ như từ đây nó sẽ không có sự chuyển đổi mà nó nhảy frame luôn. Thì các bạn sẽ chọn hết 6 keyframe này. Các bạn click phải vào, các bạn chọn là Stone Hole Keyframe. Thì ở đây nó sẽ có một vấn đề là ở khoảng giữa này nó sẽ không có sự chuyển đổi, mà từ đây nó qua đến đây nó sẽ về không luôn. Nó sẽ không có khoảng thay đổi ở giữa này là 50% như bình thường nha. Các bạn xem lại. Đấy. Đây. Còn phần ở đây còn phần tóc nữa ha. Thì các bạn cũng click vào layer tóc nè. Các bạn click phải vào, các bạn cũng chọn cho mình cái lệnh là Create Subroom Vector Layer. Rồi, thì lúc này nó sẽ xuất hiện cho mình những cái đối tượng ở bên ngoài không cần thiết như thế này. Thì các bạn sổ ra chỗ test out, top outline nè, constraint nè, group 1 ha. Các bạn cũng xóa đi cho mình nè, xóa xóa những đối tượng không cần thiết đi. Các bạn chừa lại cho mình phần bát thôi. Group 2, group 3 cũng tương tự. Các bạn nhấn delete để các bạn xóa nha. Rồi ok. Sau đó các bạn sẽ keyframe cho mình ở frame thứ 8. Thì các bạn cũng key cho mình cái path như thế này à. Sau đó qua frame thứ 21. Ở đây thì mình sẽ phân tích. Ví dụ như đầu tiên á, thì cái tóc nó sẽ có hình dạng như thế này. Nhưng mà khi qua frame thứ 21 thì lúc này nó xoay đầu qua đây. Thì lúc này cái phần tóc ở đây nè, phần tóc phía sau nè, nó sẽ hơi đánh qua cái khuôn mặt mình bên đây một tí à. Ví dụ như từ đây nó sẽ hơi đánh qua đây này, dù từ đây nè nó sẽ hơi đánh tóc, nó hơi đánh qua đây. Và phần tóc này bên đây nè nó sẽ bung qua đây một xíu ha. Đấy, nó như vậy. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ha. Thì các bạn muốn điều chỉnh hình dạng thì bằng cách là các bạn chọn ngay cái path nè, rồi các bạn điều chỉnh những cái hình dạng, những cái điểm ở đây như thế này. Ví dụ như đây nó sẽ bung qua đây. Rồi các bạn có thể điều chỉnh hình dạng ha. Rồi phần tóc này, tóc này nó cũng sẽ hơi đánh lên đây một tí. Rồi phần bên đây nó bò qua. Rồi đây, chờ nó, tóc này nó sẽ văng, nó văng qua đây một tí nè. Nè, nó văng qua đây. Đây các bạn có thể xem lại ha.
như vậy mình đã hướng dẫn được cho các bạn một cái hành động, diễn hoạt một cái hành động cho cái một cái nhân vật, ở đây là hành động xoay đầu chớp mắt á. Thì cũng trong những phần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể làm những cái động tác, ví dụ như các bạn di chuyển, hoặc là các bạn có thể là vẫy tay chào hỏi ha. Rồi thì video của mình đến đây đã kết thúc. Rất cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Các bạn nhớ là các bạn làm bài tập để gửi lại cho mình nha.